Lâu có Mike My Channel Zombie Game Play. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Nay mình sẽ chơi bản Fuzio nha các bạn. Rồi ok, rồi mình sẽ vào game. Ui, chưa gì đã rất nhiều Zumba rồi. Nào. Hai con Pistoter ra. Kết hợp với Sunflow. Ui, wow. Cái con Minecraft nữa. Thành nhiều cái camera luôn. Cho con boxing ra. Ui, wow, boxing kết hợp với ông bàn tay thép. Rất là đại bự. Ba con. Ui, wow, xem một hàng luôn đi. Một đấm kìa. Uy lực thực sự. Một đấm đi luôn một hàng. Tiếp nào. Đấy, sẽ tiếp một hàng. Ok. Tiếp đi. Toàn luôn. Quay, còn nhiều giúp bán này, ông ấy đấm cho. Chết hết luôn. Clear all luôn. Nào, come in here. Dăm ba cái con Zumba này tuổi gì. Vào đây ông này đấm hết. Ui, mấy cây Sunflow Pistoter kia bắn rất là yếu. Đi về ông này đấm nhỏ. Ui, đấy. One hit một hàng luôn chứ không phải one hit một con. Đông luôn này. Một đấm này. Nữa này. Nữa này. Ok luôn. Sạch rồi. Để xem nào. Tiếp theo con nào ra không. Lại tiếp một tôm nữa. Rất là cùi bắp luôn. Xem tôm Zumba này tuổi gì. Tiêu diệt. Uầy, bắn phát nó té ra tự sát luôn. Cái đợt với ông có bàn tay vàng tiếp. Xem nào. Wow, xây kiểu xen kẽ này đi. Dòng 3 bài này. Này còn tha nốt nha các bạn. Tha nốt. Boxing kết hợp với tha nốt. Nào. Một đấm này. Một đấm này. Ok chưa. Uầy. Chết luôn con Sunflow rồi. Còn hai con tha nốt boxing. Nào. Tiếp nào. Xoay một hàng ra. Hai con nữa. Đây rồi. Cho xuống nào. Rất to mà cho xuống kết hợp với boxing thì nó chỉ 2-5 đấm thôi. Đấy, mặt tay công lý luôn đấy. Tiếp con nữa nào. Ok. Giờ tiêu diệt làm Zumba này. Chỉ một đấm thôi. Nào. Đây rồi, tiến gần hơn rồi. Một đấm, con hit. Ui, lần này vẫn còn sống. Nó không chết luôn mấy con này được. Lại sang một đợt nhiều Zumba tiếp. Lần này. Ui, lần này nó Zumba nó đi xen kẽ kìa. Xen kẽ cũng chết. Không xen kẽ cũng chết.
Ai chà, quả lựu đạn nó văng ra rồi. Chết hết những con Thanos học sinh này. Mình sẽ xây ra tiếp. Không có gì phải sợ cả. Xong bao spy này. Đâu rồi. Quickly, quickly. Ui, một quả bom nổ sạch luôn. Một phát uy tín luôn các bạn. Không có nào sống sót. Tiếp theo đúc một hàng Zubai kìa. Một hàng thì cũng chơi luôn. Dặm ba cái hàng Zubai tuổi gì. Một con Thanos Boxing giá cân luôn. Hàng này càng đông càng tốt. Một mốc thôi. Một nốc. Đâu rồi. Một đấm này. Đó. Thế chưa. Cho mấy con Bishotter bên cạnh này đi. Bên lề. Giữa là một con Thanos Boxing. Cần luôn đám nhóc nhóc. Mùi bắp này tuổi gì. Ui. Kết hợp với cả Cherry Bomb luôn. Thành màu đỏ rồi. Z. Đây rồi. Kết hợp tiếp nào. Cherry Bomb. À không. Thanos đi cho xin kẽ. Tiếp nào. Đấy, uy lực thực sự luôn. Được của nó luôn các bạn. Nào. Đến gần đây nào. Một đốc này. Headshot, headshot. Đi luôn. Lại kết hợp thêm cái sắt flow rồi. Một đấm luôn. Cả một con chết. Gì đây. Ôi, lại dùng bài tiếp à. Dùng bài tiếp thì mình tiêu diệt thôi. Dùng bài, dùng bài quỷ bắp này. Cả nhiều hơn mình vẫn tiêu diệt được. Ui, bài lần này đi xen kẽ cơ, không phải đi theo thành từng hàng. Sao? Còn thích bao nhiêu con thì mình chiều. Đấy. Wow. Nào. Một nốc tiếp nào. Úi giời. Tung cả dưa hấu ra. Ngất luôn. Thêm một con nữa này. Một nốc tiếp này. Tiếp này. Uầy. Thanos xây đơn lẻ thì uy lực đấy. Sau này cái Minecraft này kết hợp với nhau được tiêu diệt nào. Sẽ có gì mới mẻ không. Thêm cây sẵn vào lâu đi. Cherry Bomb, Boxing. Cảm ơn kia.
好。Ôi, bắn 5 mũi tên kìa. Xịn thực sự. Wow. Dù bài kia đi hành từng hàng, muốn chết rồi đây. Rất nhiều dù bài của bắp này. À, đến đây. Đây có lẽ là tung bài cuối cùng rồi. Tung bài để đời luôn. Còn 3 hàng. Ok. Rồi ok, mình xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you for watching, like, subscribe my channel Zombie Gameplay.